Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Thúy Diễm chia sẻ việc đã phải sinh chồng là Lương Thế Thành khi thực hiện phân đoạn cảnh nóng cùng Võ Cảnh. Từ sau khi kết hôn với Lương Thế Thành, nhan sắc và sự nghiệp của Thúy Diễm ngày càng thăng hạng. Ngoài ra, cặp đôi này còn thường khiến khán giả ngưỡng mộ khi có nhiều hành động ngôn tình dành cho nhau. Vừa qua, sau thời gian ở nhà làm mẹ bỉm sữa, Thúy Diễm đã trở lại phim trường để tham gia tác phẩm mới cùng các diễn viên như Võ Cảnh, Hữu Thanh Tùng. Trở lại tham gia phim truyền hình mới, Thúy Diễm phải xa chồng và con gần 6 tháng trời để về Phan Thiết thực hiện những cảnh quay trong tác phẩm của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nữ diễn viên cũng tâm sự rằng đây là bộ phim khiến cô mất mát nhất vì phải gian nắng làm đen da, bị thương khi tập cưỡi ngựa và té ngựa cho các pha hành động. Chiều qua trong buổi họp báo phim, khi nhắc về phân đoạn cảnh nóng giữa mình cùng bạn diễn Võ Cảnh, Thúy Diễm đã bộc bạch rằng trong phim có nhiều cảnh tình cảm và không ít cảnh nóng, tôi cũng thấy ngại ngần. Tuy nhiên, tôi là diễn viên chuyên nghiệp, đã có kinh nghiệm 12 năm đóng phim và biết mình phải nỗ lực hết mình cho vai diễn để thể hiện trọn vẹn nhân vật. Thúy Diễm cũng chia sẻ, khi có người chồng tâm lý và hiểu được nghề nghiệp của mình, may mắn tôi có chồng cũng là diễn viên, luôn thấu hiểu cho tôi. Khi đọc kịch bản biết trước sẽ có những cảnh thân mật cùng bạn diễn, tôi cũng đã nói trước với chồng để báo cáo. Chồng và gia đình luôn ủng hộ, tin tưởng tôi hết lòng. Các cảnh nóng trong phim đều không táo bạo, gây khó chịu mà thuộc chuẩn mực của phim truyền hình, nên mọi người không cần lo ngại. Thời gian qua, Thúy Diễm trở lại làng giải trí mạnh mẽ hơn khi liên tục tham gia nhiều dự án phim. Chia sẻ về điều này, nữ diễn viên của Mẹ Ghẻ cho biết, quỹ thời gian sau khi làm việc quay phim, Diễm sẽ về nhà với chồng con, ít khi ra ngoài với bạn bè. Ông xã luôn là người bạn thân thiết ủng hộ chia sẻ Diễm mọi điều từ công việc đến cuộc sống, nên bản thân Diễm rất vui. Vì vậy, lúc nào Diễm cũng muốn chăm sóc mái ấm gia đình này được hạnh phúc trọn vẹn. Là gương mặt diễn viên truyền hình được yêu thích phía Nam, Thúy Diễm thời điểm hiện tại ngoài sự nghiệp thành công, còn có cả cuộc hôn nhân đầy viên mãn và hạnh phúc bên cạnh Lương Thế Thành và con trai cưng. Chúc cô nàng sẽ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp của mình và gửi đến nhiều tác phẩm xuất sắc cho khán giả. Thúy Diễm nhiều cảm xúc khi diễn với Võ Cảnh. Diễn viên Thúy Diễm cho biết cô bị ấn tượng mạnh ở lần đầu đóng cặp cùng Võ Cảnh trong phim truyền hình Cát Đỏ. Thúy Diễm gây chú ý với trang phục váy dây sexy khi dự ra mắt phim chiều ngày 20 tháng 7. Cô rất hào hứng khi vai diễn mình tâm đắc chuẩn bị ra mắt khán giả. Sau 6 tháng lăn lộn trên phim trường Nắng Gió ở Bình Thuận, phải hóa trang thành một người phụ nữ làm lũ, chịu nhiều gian truân, Thúy Diễm mới được trở lại phong cách gợi cảm sang chảnh quen thuộc. Diễn viên Võ Cảnh mặc bảnh bao sánh đôi đàn chị, anh hóa thân thành trai đẹp nhà giàu si mê cô gái nghèo miền biển do Thúy Diễm thể hiện. Trên phim trường, Thúy Diễm luôn hắt hủi đuổi đánh Võ Cảnh không thương tiếc, nhưng ngoài đời cả hai khá thân thiết. Thúy Diễm tình tứ áp sát chụp ảnh cùng trai đẹp. Thúy Diễm khen Võ Cảnh có đôi mắt biết nói, nụ cười hiền lành, ngây ngô khiến cô ấn tượng. Tôi có nhiều cảm xúc khi diễn với Võ Cảnh, dù bị tôi đánh thật rất đau, Võ Cảnh luôn cười hiền lành. Đạo diễn yêu cầu tôi tát Võ Cảnh cái nào phải ra cái đấy thật kêu để thu tiếng trực tiếp. Thế mà Võ Cảnh không than phiền gì, còn quan tâm hỏi tôi có bị đau tay sau khi tát không, Thúy Diễm kể. Nhân vật của Võ Cảnh được xây dựng bí ẩn, khác biệt với các vai khác trong bộ phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Đoàn làm phim muốn gây bất ngờ với khán giả nên chưa nói rõ về vai trò của anh trong phim này. Diễn viên Thúy Nga đóng vai cô em út tên Nhan, Thúy Diễm là nhớ còn chị cả trong phim Tên Đủ do diễn viên Tuyết Hương thể hiện. Phim kể về một số phận của ba chị em Đủ nhớ Nhan. Họ sống ở vùng đất miền Trung cằn cõi nắng gió, mỗi người đều vướng vào hoàn cảnh chớ chiêu. Phải làm mẹ đơn thân, gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Bà xã của Lương Thế Thành tâm sự, vay nhớ cho cô nhiều trải nghiệm khó quên. Đây là nhân vật khiến nữ diễn viên phải chịu cực khổ nhiều nhất. Trong 6 tháng, có nhiều ngày tôi phải dậy từ 5 giờ sáng, rồi quay đến tận khuya trên bối cảnh là sa mạc nắng cháy da. Không một bóng cây ngọn cỏ, làn da và nhan sắc của tôi bị ảnh hưởng nặng nề.
Các cảnh quay trong nhà ở xưởng nước mắm nồng nặc mùi khiến tôi buồn nôn chóng mặt, suýt ngất nhiều lần. Ngoài ra, tôi còn quay ở trong rừng, giữa biển vắng lạnh lẽo. Tuy vậy, qua bộ phim tôi càng hiểu thêm những vất vả của những người dân vùng biển và trân trọng nể phục họ hơn, Thúy Diễm nói. Sau Thương Nhớ Ở Ai, Lưu Trọng Ninh kỳ vọng dự án Cát Đỏ tiếp tục thu hút sự quan tâm ủng hộ của đông đảo khán giả truyền hình. Anh tự tin vào dàn diễn viên nhiều gương mặt lạ nhưng hợp vai và diễn lăng xả trên phim trường. Đoàn làm phim Cát Đỏ chụp ảnh kỷ niệm tại buổi ra mắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Phim chiếu vào lúc 21:30 các ngày thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ 30 tháng 7.